Lấy em lóc sữa Ensure cho người già đi chị, đang bị bệnh á. Bao nhiêu? 235. 6 hộp hả? Nhập khẩu Mỹ hả? Cái này của công ty à. À ok. 235 ngàn Ensure. Đây là người già người bệnh uống đúng không? Dạ đúng rồi. Đi thăm loại nhiều chất hơn đó là gom nó tới 350. À nó là nó ai đang yếu hả? Dạ đúng rồi. Dành cho mấy người mà mới mổ hay là mới bệnh xong. À cái này cũng được mà đúng không? Dạ cái đó cũng được. Nhưng mà nó không nhiều bằng cái kia. À. Cái này là uống mổ nhài. À cái kia là mới mổ hả? Đâu em mượn cái kia coi. Cái này uống mỗi ngày, còn này là... Cái này là mình nó bồi bổ nó nhiều chất hơn để cho nên nó mắc hơn chút xíu, 350. Là những người mới phẫu thuật xong rồi... Nó lấy này đi. Dạ, anh đưa lại em 15 ngày. Ồ, kiếm được cái xe không ra ta. Ồ, mình kiếm mấy chỗ giữ xe mới được. Hoa hấp bình. À giữ xe là thấy rồi, giữ xe là để xe ở đâu? Ồ nó ra đằng kia. Bất ngờ chặn đường. Tuyến đường phục vụ giải marathon lần thứ 11 năm 2024. À dạ, kính chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube của đường phố Sài Gòn. Dạ, bây giờ là 8 giờ 51 phút buổi sáng. Hôm nay là ngày thứ 6, ngày 12 tháng Giêng năm 2024. À, nếu mà lịch âm thì hôm nay là mùng 2 tháng 12 âm lịch. Dạ, còn 29 ngày nữa là đến Tết rồi cô chú anh chị. À, đến giao thừa. Dạ đầu video clip xin kính chúc cô chú chị và các bạn thật là nhiều may mắn, nhiều niềm vui trong cuộc sống. Chuẩn bị đón một mùa xuân mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Người Việt ở khắp nơi trên thế giới sẽ đón một mùa xuân thật là yên bình và may mắn. Dạ hiện tại em đang có mặt ở chân cầu Thủ Thiêm, ở bên phía thành phố Thủ Đức. Dạ hồi xưa là quận 2 cũ, bây giờ là thành phố Thủ Đức. Dạ bây giờ em sẽ đi qua cầu Thủ Thiêm về hướng chợ Thị Nghè. Dạ hôm nay sẽ đi ghé qua chợ Thị Nghè mua một lốc sữa. Hôm nay đi thăm bệnh. Dạ hôm nay em đi thăm bệnh. Dạ ghé lên bệnh viện Bình Dân ở đường Điện Biên Phủ ngay cư xá Đô Thành đó cô chú anh chị. Dạ đi hôm nay mình đi thăm bệnh. Nên giờ ghé mua một lốc sữa dành cho người già. Dạ thì xin mời cô chú chị và các bạn cùng tham quan đường phố Sài Gòn ha. Đường phố Sài Gòn mấy ngày nay vắng lắm cô chú chị. Mấy ngày nay người ta thất nghiệp, người ta về quê hết rồi. Vắng hơn là những cái Tết trước. Mấy năm trước mỗi lần đến Tết là đường phố nó đông đúc lắm. Người ta đi mua sắm rồi đi vận chuyển hàng hóa, đi giao hàng, rồi đi nhập hàng rồi đó các chị. Người ta chạy tới chạy lui rất là nhộn nhịp. Bây giờ thì ai mà đang thất nghiệp á là người ta về quê hết rồi. Không có lý do gì mà đang thất nghiệp mà bám trụ lại ở Sài Gòn vào lúc này hết. Chi phí rất là đắt đỏ. Tiền thuê nhà, rồi tiền ăn, tiền uống. Bây giờ một tô phở, tô hủ tiếu ăn ngon là cũng phải 50-55 ngàn một tô. Nhà trọ mà xấu cũ kỹ là phải 3-4 triệu. Còn nhà trọ mà đẹp, mướn một căn hộ đi ở thì cũng phải trên dưới 10 triệu. Nói chung là cái chi phí nó đang rất là đắt đỏ. Mà đang thất nghiệp nữa thì thôi đi về quê đi chứ ở bám trụ lệ ở Sài Gòn làm gì nữa. Đường vắng lắm, em đi quay cho mọi người xem.
mấy năm trước Tết đến là đi ra đường là kẹt xe, người ta chạy tán loạn hết, chở hàng hóa rồi nhập hàng rồi đó, đi buôn đó chị. Người ở dưới tỉnh người ta lên, người ta vô chợ lớn người ta lấy hàng về người ta bán á. Năm nay đường vắng lắm, năm nay không ăn thua. Đây chúng ta vừa đổ dốc cầu Thủ Thiêm. Đây là khu vực phường 22 quận Bình Thạnh. Dạ, em sẽ quay cảnh chợ một chút xíu ha, rồi em ghé em mua một lốc sữa Ensure cho người già, sau đó sẽ đi thăm bệnh ở bệnh viện Bình Dân ở cư xá Đô Thành. Đầu chúng ta là tuyến metro số 1. Tuyến metro số 1 đi đoạn này nó nổi lên rồi. Nó có một cái chạm ngầm ở chợ Bến Thành, ở nhà hát thành phố, ở Ba Son. Hình như là nó có 3 cái ga ngầm. Sau đó đến đây là nó bắt đầu nó nổi lên, nó chui lên. Bún riêu canh bún. Con đường vắng lắm quá chị. Nhìn thấy vậy thôi chứ vắng lắm. Đây là khu vực chợ á, mà còn ít xe như vậy là vắng rồi đó. Chứ thường chợ là đông xe lắm. Thật ra cái lượng người ở Sài Gòn đâu có bao nhiêu người đâu quý chị. Cái lượng người ở tỉnh người ta về đây người ta làm rồi người ta thuê nhà người ta ở rồi người ta kinh doanh buôn bán mưu sinh đó cũng mấy triệu dân chứ không ít đâu. Tết là về quê hết à. Người ta thường có cái câu đó là Tết đến là trả Sài Gòn lại cho người Sài Gòn đó các chị. Cái câu đó nói với cái ngụ ý là Tết đến là những người ở tỉnh là người ta sẽ về quê, chả là một cái Sài Gòn yên bình, rất là trống vắng và không có bon chen. Không có bon chen xã hội đen. Người ta cũng rụng rịch bán đồ Tết rồi. Tết đến nơi. Tết đến nơi rồi nhưng mà không lương không thưởng, không thưởng không lương. Rồi tìm cái tiệm bán sữa gì. Tìm một cái tiệm bán sữa đâu rồi ta. Đi qua rồi sao. Ensure. Lấy em lóc sữa Ensure cho người già đi chị, đang bị bệnh á. Rồi 200 mấy gì vậy ta? Bao thuốc lá không? Đó là... bao nhiêu? 235 6 hộp hả? Nhập khẩu Mỹ hả? Mà cái này của công ty à. À ok. 235 ngàn Ensure. Vani. Người già uống. Đây là người già người bệnh uống đúng không? Dạ đúng rồi. À. Đi thăm loại nhiều chất hơn đó là gold nó tới 350. À nó là nó ai đang yếu hả? Dạ đúng rồi. Dành cho mấy người mà mới mổ hay là mới bệnh xong. À cái này cũng được mà đúng không? Dạ cái đó cũng được. Nhưng mà nó không nhiều bằng cái kia.
Đây là uống mổ nhài. À, cái kia là mới mổ hả? Đâu em mượn cái kia coi. Này uống mỗi ngày, còn này là cái này là mình nó bồi bổ nó nhiều chất hơn cho nên nó mắc hơn chút xíu 350. Là những người mới phẫu thuật xong rồi nó lấy này đi. Dạ, anh đưa lại em 15.000. Chắc 15.000. Cái này là mới phẫu thuật xong hả chị? Dạ dạ dạ. Cái này nó tốt hơn là giá cao. Này nhập Mỹ không? Công ty mà. Dạ đúng rồi, cái này hàng công ty chứ không phải hàng xách tay nữa. Dạ. Rồi 350 hả? Dạ, đưa em lại 115 nha. Bù thêm cái nãy bù thêm 100 với trả lại 15.000 đúng không? Dạ. Trả lại 15 nè. Dạ rồi. Đủ đúng không? 350 ha. Rồi ok, 350 luôn nha chị. Tại vì mới mổ xong. Dạ. Nay em đi thăm là ba nuôi bên vợ. Ba nuôi của bên vợ em mới mổ xong nên mình mua cái loại mới phẫu thuật. Còn cái chai màu xanh hồi nãy là uống mỗi ngày 350 chia cho 6 là một hộp sữa là 60.000. 350 chia 6 một hộp sữa là 60.000. Hộp sữa là 60.000 đó cô chú chị. Còn cái hồi nãy có 235 thôi. 235 là một hộp sữa là có 40.000 thôi. 46 240 à, 235. Này là 60. Mới phẫu thuật mà nên là mua cái này cho nó nhiều chất hơn. 60.000 một hộp sữa Ensure, không biết bên Mỹ sữa Ensure này bán bao nhiêu ta? Nhờ cô chú chị nào bên Mỹ cập nhật giá cho em nha. Ensure đây em thấy ghi xuất xứ từ Mỹ nè. Và nhập khẩu, được nhập khẩu. Đây đường Nguyễn Thị Minh Khai. Bé này bán sữa. Chào vẫy tay. Rồi xong, sáng nay đây đường của mình khai chỗ này có một cái xe nó quay đầu nên nó hơi đông. Đây đài truyền hình Việt Nam VTV. Còn kế bên là HTV. Kế bên VTV là HTV. Đây bên trái là HTV. Đây sân Hoa Lư.
mình đi thẳng luôn đến đường Nguyễn Thị Minh Khai, mình quẹo qua mà đến Chi. Thôi nhà thờ Trần Duy Tết là cái gì? Đây nhà thờ mặt cây nho Trần Duy Tết nè, có cái gì thế nào không? Cây đào ha. Nhà thờ này là nhà thờ mặt cây nho. Nhà thờ này nhỏ thôi nhưng mà có một cái chương trình đó là buổi chiều tối khoảng 8 giờ đến 9 giờ 9 rưỡi á là đang có những cái suất ăn dành cho người nghèo á, cái gì mì hủ tiếu rồi đó, không đồng thì phải. Buổi tối khoảng chừng tiếng rưỡi à, khoảng không đồng. Rồi mình quẹo trái qua đường Mà Đĩnh Chi. Rồi mình quẹo trái qua đường Mà Đĩnh Chi quý anh chị. Đây là đường Mà Đĩnh Chi ha. Đường Mà Đĩnh Chi này bên trái có cái nhà hát Bến Thành nè. Ở đây cũng hay tổ chức ca nhạc rồi kịch của Thành Lộc rồi, ngày xưa. Bên phải là lãnh sứ quán Mỹ, nơi xin visa để đi Mỹ. Mọi người đã xếp hàng vô xin visa nè. Có em mặc áo dài trắng luôn, rất là lịch sự. Ô bên kia người ta ngồi cà phê quá trời, giống như dịch vụ vậy có chứ chị. Có mấy cái dịch vụ em chả biết dịch vụ gì nữa. Có mấy người đứng ngoài giống như là hoàn thiện hồ sơ, thiếu cái gì người ta bổ sung cái đó hay sao không rõ. Đây bên đây là sứ quán Pháp với Mỹ kế bên. Ở đây là của Pháp mà cái gì, con mấy cái cây rồi, cái cây già lắm rồi đó, cái cây đó nó một gốc mà nó lên nó chia ra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cái nhánh luôn. Ồ, cái cây một cái gốc nhỏ mà nó chia ra 7, 8 cái nhánh luôn là có cái gì biết rồi, quá ghê luôn đó cây. Cây đó cả chắc em nghĩ giá hơn 100 năm rồi. Ồ, bà bao nhiêu số? Bà lão bao nhiêu số? Rồi, trang trí Tết rồi, đây bắt đầu trang trí những cái cổng chào. Sắp Tết rồi, ở đây người ta đến chụp hình quá trời nè, hôm bữa quay rồi ha. Đó, quá nhiều người đã chụp hình Tết luôn. Trung tâm thương mại Diamond Plaza. Ồ, quá trời người luôn. Có mấy anh người nước ngoài nữa. Đó, có mấy anh người Tây nữa. Chặn đường rồi. Ồ, cái kia chặn đường rồi, có cái giải marathon hay gì có chứ chị. Để em quay lại em xem coi nó chặn đường. Giải chạy bộ gì ha.
giải marathon, giải chạy bộ. Tháng qua giải marathon của chương trình bất ngờ chặng đường, tuyến đường phục vụ giải marathon lần thứ 11 năm 2024. Tuyến đường phục vụ giải marathon, giải chạy bộ. Qua đây, sao qua đây cũng kẹt xe vậy? Tại vì mình đi mấy cái đường nhỏ không à? Ồ, xe đường là lấy nhà dịch vụ luôn. Thôi xong đường này hết đi được rồi. Thua. Đường nhỏ xíu mà xe nó đậu đầy. Ôi, chiếc VinFast này bị đụng mớp bên đây luôn, mớp hết cửa. Mồi chỗ này ngày xưa là Vinamix mà. Đây kẹt xe à. Thì đúng cái đường đông xe. Đông quá, đông quá. Quẹo đây đi đường ta. Rồi, quẹo cái đường Master cho nó vắng xíu cái gì. Đường kia nó đông quá, đường Nguyễn Du kia nó đông quá. Hồi nãy mình bị chặn thế mình đi vòng ha, đi vòng qua đường Hàng Thuyên. Hàng Thuyên cũng đông luôn. Xe kẹt rất là đông. Quá trời đông. Trời nãy giờ chưa tới bệnh viện nữa. Đó, đây có giải marathon nè, sắp có giải đua chạy bộ, chạy đua, giải marathon. Đây người ta ngồi tôi uống cà phê.
mấy đường trung tâm này đông lắm cô chú anh chị. Có mấy cái đường vành đai thì nó vắng hơn. Vô ngay trung tâm là nó đông. Mà mỗi lần có sự kiện gì mà chặn đường là kẹt xe à. Tại vì người ta chặn bên cái đường Lê Duẩn á, xe đâu có đi được. Nó dồn hết qua bên cái đường Nguyễn Du, đường Hàng Thuyên. Tại vì từ năm Kỳ Khởi Nghĩa là người ta không có quẹo trái vô đường Lê Duẩn được, để đi về hướng nhà thờ Đức Bà nè, Thảo Cầm Viên nè, hướng Hai Bà Trưng. Nên là bắt buộc là người ta phải dồn xuống đường Hàng Thuyên. Thế là nó kẹt xe. Mình quẹo trái đường Nguyễn Đình Chiểu rồi chứ gì. Đây có siêu thị Cơm Mắt. Siêu thị này cũng lâu đời lắm rồi chứ gì. Siêu thị Cơm Mắt bên tay phải nè, thì cũng lâu đời lắm. Trước đây có bán cái bánh Baba Roti ngon lắm đó, vẫn còn bán bánh Baba Roti là ngon lắm. Đây ngã tư đường Lê Quý Đôn. Giờ em quẹo ra ngoài cư xá Đô Thành, bệnh viện Bình Dân. Ồ, chỗ này bán mấy cái mặt nạ. Qua nhanh, để đèn đỏ. Nãy giờ mình dừng mấy cái đèn đỏ rồi, không dừng nữa đâu. Giờ đèn đỏ đợi lâu lắm. Trương Định. Báo thanh niên mình phải là báo thanh niên, tòa soạn báo thanh niên. Thank you.
sư thầy đi khất thực. Đó, một sư thầy đang đi khất thực. À, thầy này mang dép, bấm điện thoại luôn. Thầy mang dép lướt điện thoại luôn mới ghê chứ. Giờ này chùa Ba Vàng ở ngoài phía Bắc cũng đang có vấn đề nha quý vị. Cái vụ mà xá lợi tóc gì đó. À, bên cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc rồi đó. Chùa Ba Vàng xá lợi tóc. Phố ẩm thực Nguyễn Hiền để chợ vườn chuối. Đây là chợ vườn chuối đó quý vị. Vườn chuối. Đây mình quẹo ra ngoài Cao Thắng, trường Lưu Đình Của. Ồ, để bán hot dog 7.000 một cái. Dạ em chạy sắp đến bệnh viện Bình Dân rồi. Dạ đến đây thì em cũng xin phép kết thúc video clip ở đây. Cảm ơn cô chú chị và các bạn rất là nhiều đã đồng hành với em trong clip ngày hôm nay. Chúc mọi người gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, chuẩn bị đón năm mới Giáp Thìn thật là vui tươi, mạnh khỏe, an khang thịnh vượng và sự như ý. Mặc dù biết rằng kinh tế đang rất là khó khăn. Dạ cô chú chị và các bạn yêu thương bấm like video clip, bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Đường Phố Sài Gòn. Em xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại trong những video clip tiếp theo. Em xin phép được trân trọng kính chào. Dạ bây giờ em sẽ vô bãi xe bệnh viện rồi quý anh chị. Đây vô bãi xe bệnh viện Bình Dân, không biết gửi xe ở đâu nữa. Rồi em xin phép được kết thúc video clip ở ở bãi xe ở cổng bệnh viện Bình Dân của quý vị nha. Dạ em xin phép chào tạm biệt ạ. Đây bây giờ em tìm cái chỗ gửi xe cái đó. Tìm chỗ gửi xe. Tìm chỗ gửi xe bệnh viện. Đây là nhà xe nhân viên. Ồ, kiếm chỗ gửi xe không ra ta. Ồ, kiếm cái chỗ gửi xe mới được. Hoa hấp bình. À, gửi xe là thấy rồi, gửi xe là để xe ở đâu. Ồ, nó ra đằng kia. Chỗ gửi xe, để tìm chỗ gửi xe. Rồi thôi em xin phép ấp máy đây ạ. Thank you.